Scarlet Witch đứng về phía quả phụ đen trong vụ kiện với nhà chuột. Lộ diện gương mặt kế nhiệm Iron Man, người ấy là ai? Trailer nhẹ nhõm vô gia cư được công chúng đón nhận, vượt mặt cả Avengers Endgame. Tất cả sẽ có trong bản tin về phim news ngày hôm nay. Không để mất thời gian thêm nữa, cùng mình bắt đầu với những cập nhật mới nhất về hành tinh cát nhé! Đạo diễn Denis Villeneuve nhận lời chuyển thể Dune từ cuốn tiểu thuyết cùng tên với điều kiện tách nó thành hai phần phim. Trong khi Warner Bros. Còn chưa chính thức bật đèn xanh cho phần 2, ông đã bày tỏ niềm tin rằng hậu truyện này sẽ được thực hiện. Thậm chí Denis còn vượt đèn đỏ mà vẽ ra viễn cảnh bấm máy cả phần 3. Ngoài hai phim xuất phát từ tác phẩm gốc, phần cuối trong bộ 3 sẽ được chuyển thể từ Dune Messiah, tiểu thuyết hậu truyện của xứ cát. Vị đạo diễn người Canada khẳng định ông còn rất nhiều câu chuyện về Dune để kể và đang bắt tay vào thực hiện những phần sau. Trong buổi phỏng vấn mới nhất với tạp chí Total Film, Villeneuve tâm sự: "Vài thập kỷ qua, chúng tôi liên tục nghe người ta nói về việc chuyển thể quyển sách này là nhiệm vụ bất khả thi, thậm chí tới giờ, chắc nhiều người trong studio vẫn nghĩ như vậy. Thế nên điều đầu tiên cần làm là cho họ thấy một tác phẩm thành công là có thể tồn tại, và tôi nghĩ mình đã chứng minh được điều này rồi." Nhà làm phim 54 tuổi nói thêm về phần hậu truyện: "Giờ thì tất cả mọi người đều ủng hộ dự án 100%. Chắc phải có điều gì tồi tệ lắm xảy ra ở phòng vé thì phần 2 mới không được sản xuất, vì họ đều rất yêu và tự hào về bộ phim này. Vậy nên, các bạn biết đấy, tôi đang cực kỳ lạc quan." Hành tinh cát sẽ được chiếu sớm từ ngày 3 tháng 9 tới tại Liên hoan phim Venice. Sau đó, phim sẽ lên sóng HBO Max và các rạp chiếu từ 22 tháng 10 năm nay. Dune thì còn lâu mới về bản, còn Shang-Chi thì chưa đầy một tuần nữa thôi là ra rạp rồi. Cùng lượn một vòng quanh bảng xếp hạng doanh thu phòng vé cuối tuần trước, giúp Simulu và Marvel điểm mặt các đối thủ tương lai nhé. Đạt mức doanh thu 3,8 triệu, Respect tuần qua tụt một hạng và nắm giữ vị trí thứ 5. Chịu chung số phận với Respect là á quân bảng xếp hạng tuần trước, Don't Breathe phần 2, phim thu về 5 triệu đô và nhận thứ hạng 4. Với hơn 6,3 triệu đô, Anh đá tảng và Jungle Cruise vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến với hạng 3. Ôm về hơn 13,1 triệu từ các phòng vé Bắc Mỹ, Paw Patrol The Movie trở thành tân binh duy nhất lọt top 5 bảng xếp hạng và chiếm luôn vị trí số 2. Free Guy tuần qua giữ vững phong độ, bám trụ hạng 1 với 18,5 triệu đô tiền bán vé. Nếu là fan của tác phẩm nào trong list trên, nhớ ới về phim một tiếng để chúng mình sản xuất nội dung về phim mà bạn thích nhé! Tầm này hít thở không khí thì sợ Covid, vậy sao không ngồi nhà hít chút drama về vụ tranh chấp của Disney và Scarlett Johansson cho an toàn nhỉ? Tại buổi phỏng vấn với Vanity Fair, Elizabeth Olsen đã lên tiếng ủng hộ Scarlett Johansson trong vụ kiện với Disney. Cụ thể, ngôi sao loạt phim WandaVision chia sẻ: "Tôi nghĩ cô ấy thật mạnh mẽ. Khi đọc tin về vụ này, tôi kiểu, tốt cho cô đấy Scarlett ạ." Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên cũng bày tỏ quan điểm về việc chiếu phim trên nền tảng trực tuyến: "Có rất nhiều điều khiến tôi lo lắng, không phải lo thay cho Scarlett đâu, mà về cơ hội được ra rạp của các bộ phim nhỏ cơ. Đây đã là một vấn đề từ trước khi dịch bệnh bùng phát rồi. Tôi rất thích đi xem phim, không nhất thiết cứ phải là những ứng viên Oscar hay bom tấn, vậy nên tôi rất quan tâm đến việc duy trì các nhà rạp. Tôi mong các hãng phim lớn sẽ cùng nhau đưa ra giải pháp nào đó, ít nhất là ở Los Angeles." Trăn trở này của Olsen là hoàn toàn có cơ sở khi Code of Chrome, bộ phim cô tham gia do Netflix phát hành năm 2017, đã chìm nghỉm giữa một biển phim khác của nền tảng trực tuyến. Nếu phim được chiếu ở rạp thì hiệu quả truyền thông có thể sẽ tốt hơn. Mặt khác, nếu không có sự hỗ trợ của các nền tảng trực tuyến, những bộ phim nhỏ như vậy sẽ khó có cửa được sản xuất ngay từ đầu. Về vụ tranh chấp pháp lý, cụ thể ngày 29 tháng 7, nữ diễn viên Scarlett Johansson đã đâm đơn kiện nhà chuột do hãng phát hành Black Widow song song trên Disney Plus làm ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Điều này khiến cô thiệt hại tới hơn 50 triệu đô theo các điều khoản thỏa thuận giữa hai bên. Quan điểm của các bạn về những phát ngôn của cô nàng Scarlet Witch trong drama trên là gì? Bật mí cho bọn mình biết với! Mùng 2 tháng 9 này được nghỉ mà không được cùng người ấy Netflix and chill thì làm gì nhỉ? Thôi thì phê phim sẽ giới thiệu tới các bạn một vài tựa phim để Netflix trước, chờ hết giãn cách gặp người ấy thì cùng chill sau vậy. Khái niệm nuôi để thịt mà dùng cho con người thì thường đem lại những liên tưởng không mấy trong sáng. Nhưng trong The Promised Neverland thì cụm từ này lại được dùng với nghĩa đen, khi những đứa trẻ trong cô nhi viện được nuôi để trở thành món ăn xa xỉ cho lũ quái vật. Sau khi thoát khỏi cô nhi viện ở mùa 1, bọn trẻ sẽ tiếp tục phải đối mặt với những hiểm họa nào? Chúng sẽ kết thêm những đồng minh thú vị nào? Câu trả lời nằm trong season 2 của Miền Đất Hứa đấy. Đầu tháng 9 tới, bật Netflix lên cày phim ngay nào! Một căn bệnh về hô hấp lây qua đường không khí bùng phát, khiến cả một vùng ngoại ô bị cách ly và rơi vào hỗn loạn. Nghe quen không cả nhà? Nhưng không phải Covid đâu, mà mình đang nói tới bộ phim Flu ra mắt năm 2013 của xứ sở Kim Chi cơ. Tình huống trong phim có gì giống và khác tình hình dịch bệnh bây giờ nhỉ? Dịch dã thế này chúng mình ở nhà giữ gìn sức khỏe và cùng đón xem đại dịch cúm lên kệ Netflix vào mùng 1 tháng 9 nhé!
Trong khi anh chàng nào đó tuần qua tung trailer hết đường về nhà, thì ở một vũ trụ khác lại có bé búp bê ma quái cần được đón về, nhốt vào tủ kính để thôi giải phóng lũ ác quỷ. Lần này ai sẽ trở thành nạn nhân của Annabelle? Vợ chồng nhà Warren phải làm gì để ngăn sự quấy rối của con búp bê ác quỷ? Annabelle sẽ về với nhà Netflix ngày 1 tháng 9 tới. Xem phim rồi thì mở video về vũ trụ Conjuring của chúng mình để điểm lại các sự kiện liên quan nhé! Trong phim news tuần trước, chiếc khiên của đội trưởng Mỹ đã được xác nhận trao cho The Falcon. Vậy còn những bộ giáp Iron Man của Tony Stark thì sao? Xem tin tiếp theo là rõ ngay! Trong buổi phỏng vấn với trang comicbook.com, chủ tịch Kevin Feige khẳng định nữ người sắt Riri Williams do Dominic Thorne thủ vai sẽ xuất hiện trong phần hậu truyện của Black Panther. Sau đó, cô sẽ trở lại trong TV series riêng trên Disney Plus. Ironheart được giới thiệu tới độc giả Marvel Comics vào năm 2016, lấy bối cảnh sau cuộc nội chiến thứ hai của các siêu anh hùng. Trong truyện, Riri là một nữ sinh thiên tài tại MIT. Cô tự chế tạo cho mình bộ giáp tương tự Iron Man ngay trong ký túc xá trường. Với bộ óc siêu việt và thành tích đáng nể, cô được người sắt giúp đỡ để trở thành siêu anh hùng kế nhiệm. Ironheart chưa công bố lịch phát hành cụ thể và vẫn đang nằm trong hàng chờ cùng chuỗi mini-series tiếp theo của MCU với những Hawkeye, She-Hulk, Secret Invasion, Armor Wars và Loki 2. Bên cạnh Ironheart, War Machine cũng là cái tên được chọn để kế thừa di sản của ngài Stark. Nhân đây, cùng chúng mình đến với những thông tin mới nhất về series Armor Wars xoay quanh nhân vật này trong phần điểm tin nhé! Series Armor Wars của Marvel tìm được biên kịch. Theo The Hollywood Reporter, nam diễn viên kiêm biên kịch Yasiel Lester đã được nhà Marvel chọn mặt gửi vàng với series Armor Wars. Dự án này là một trong những phim truyền hình của Marvel về di sản của Tony Stark sau sự hy sinh của anh trong phần Avengers: Endgame. Loạt phim kể về cuộc hành trình của James Rhodes với bộ giáp War Machine khi nỗi sợ lớn nhất của ngài Stark trở thành sự thật, ấy là công nghệ của anh bị sử dụng vì mục đích xấu. Armor Wars dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2022 trên nền tảng Disney Plus. The Matrix 4 hé lộ tiêu đề và trailer đầu tiên. Trong sự kiện CinemaCon diễn ra tại Las Vegas hồi giữa tuần, Warner Bros. Đã công bố tiêu đề chính thức và trailer đầu tiên của The Matrix 4. Bên cạnh sự trở lại của bộ đôi Keanu Reeves và Carrie Ann Moss trong vai Neo và Trinity, phim còn có sự góp mặt của Yahya Abdul-Mateen đệ nhị, Jessica Henwick và Jonathan Groff. Phần 4 của ma trận mang tên Hồi sinh sẽ được chiếu đồng thời tại các rạp và trên HBO Max vào 22 tháng 12. Trong lúc chờ phim thì tranh thủ ghé vào video tất tần tật thế giới ma trận của chúng mình để cùng ôn lại các sự kiện chính nhé! Jack Gyllenhaal xác nhận tham gia dự án chuyển thể của Oblivion Song. Thứ ba vừa qua, The Hollywood Reporter xác nhận Jack Gyllenhaal sẽ tham gia sản xuất kiêm đóng vai chính trong Oblivion Song, dự án chuyển thể từ bộ truyện cùng tên. Phim lấy bối cảnh 10 năm sau sự kiện 300.000 công dân Philadelphia đột nhiên biến mất trong trận đại hồng thủy Oblivion. Nhân vật Nathan Cole của Gyllenhaal phải gánh vác trọng trách tìm kiếm và giải cứu những người sống sót. Trước khi dự án này ra mắt, chàng phản diện bảnh trai Mysterio sẽ xuất hiện trong bộ phim hành động Ambulance của Michael Bay và cùng Riley Keough sánh vai trong tác phẩm The Guilty của Netflix. Thế giới thiếu Tony Stark thì còn có War Machine và Ironheart Law, còn nhện nhọ mà thiếu Mr. Stark thì không ổn rồi. I don't feel so good. Mồm thì bảo là không ổn vậy thôi, chứ thực tế lại chứng minh điều ngược lại khi trailer nhện nhọ vô gia cư vừa ra mắt đã phá kỷ lục của Avengers Endgame. Theo tin độc quyền từ tờ Deadline, trailer bom tấn Spider-Man No Way Home đã cán mốc 355,5 triệu lượt xem trên toàn cầu trong 24 giờ đầu. Con số này phá vỡ kỷ lục trước đó của Avengers Endgame với 289 triệu lượt xem. Điều gì khiến người hâm mộ hào hứng với phần phim này đến vậy? Câu trả lời nằm ở cánh cửa đa vũ trụ được hé mở trong No Way Home, khiến trang nhận của Tom Holland phải đương đầu với hàng loạt phản diện đến từ các dòng thời gian khác, điển hình là Dr. Octopus và Green Goblin, kẻ thù của Peter Parker, Tobey Maguire, hay Electro từ The Amazing Spider-Man của Andrew Garfield. Spider-Man No Way Home dự kiến trình làng vào ngày 17 tháng 12, được mong đợi sẽ phá kỷ lục 1,13 tỷ đô doanh thu phòng vé của phần Far From Home ra mắt hồi 2019. Các bạn đã chuẩn bị tinh thần rủ crush đi xem phim nhân dịp Giáng sinh chưa? Trước khi ra rạp, nhớ mở phân tích trailer và dự đoán phim của chúng mình lên xem nhé! Tin về chàng nhện Tom Holland đã khép lại bản tin về phim news ngày hôm nay. Tuần qua các bạn có hóng được drama nào hay ho thì nhớ kể cho phê phim và các bạn khác ở dưới phần bình luận nhé! Cũng đừng quên giới thiệu phim cho chúng mình gây với. Còn bây giờ, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.